Tại Việt Nam, rất nhiều khách hàng với gu thẩm mỹ tinh tế mong muốn trải nghiệm nhạc cụ cao cấp độc đáo từ những sản phẩm nhạc cụ do Minh Phụ Music đem đến. Vì các model, organ, piano, guitar và nhiều nhạc cụ khác đều được nhập khẩu từ những doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng mình trong buổi lên đường các model piano điện và guitar từ những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản và Hàn Quốc đi đến đại lý tại An Giang nhé. Mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin đầy ấn tượng của piano điện Dynaton SLB210, cây piano điện xuất xứ từ Hàn Quốc, sở hữu màn hình LCD đa chức năng, bàn phím cải tiến với độ nặng và đàn hồi tốt, 18 voi nhạc cụ cùng các chức năng học nhạc cơ bản, lần lượt 4 cây piano đã ở trên xe. Tiếp đến là các model guitar điện siêu chất đến từ nhà Yamaha và Tokai, phục vụ những tay guitar thời thượng đang được sale sập sàn tại các chi nhánh của tụi mình với mức giá chỉ còn một nửa. Vì thế các bạn hãy nhanh tay đến ngay Minh Phụ Music để lựa chọn cho mình cái đàn yêu thích nhất nhé. Những nhạc cụ lên đường đến An Giang đã chất đầy trong xe để lên đường phục vụ khách hàng. Hãy đóng cửa xe La La Mu và xuất phát nào các bạn ơi. Chọn niềm tin yêu, tiếng đàn say đắm lòng bao người. Đến nơi đây bạn thấy điều kỳ, mỗi nó là vui rộn ràng trời. Nếu anh sẽ sót nhiều nhất.